Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 16 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Trước tiên là thông tin dự báo thời tiết cả khu vực trong nước. Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to vài dông. Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết cả vùng biển trong cả nước. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông trải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa, rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết Quảng Trị trong 24 giờ tới trên đất liền trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng biển ngoài khơi có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tổ lốc và gió dân mệnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, sóng biển cao từ 1,5 đến 2 m biển động. Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Quảng Trị đêm mùng 5 ngày 16 tháng 12. Vùng đồng bằng trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, cho tây bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời rác, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Vùng núi, trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Thời tiết biển, có mưa rào và trong rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển đồng, độ cấp sóng từ 1,5 đến 2,5 m. Tại thành phố Đông Hà, trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió tây bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết của đài phát thanh truyền hình quảng trị cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi